Em cảm ơn chị. Nếu có chuyện gì cứ gọi cho tụi này. Đi đi. Dạ. Nhưng tại sao lại làm như vậy? Tôi không ngờ số chị lớn đến như vậy. Đã không chết mà còn thoát khỏi tù tội. Bây giờ tôi đã không còn mang tội giết người. Tất nhiên chị phải trở lại phòng giam này, trả lại thân phận cho tôi. Em nói cho chị biết, có phải em gây ra cái chết của ông Hòa rồi để cho anh Bảo nhận tội thay không? Sao chị biết được? Ai nói với chị? Chị đọc trên mạng thấy anh Bảo dùng tài khoản của em để chuyển tiền cho Tinh Minh. Anh Bảo tuyệt đối không bao giờ làm những cái chuyện như vậy. Đúng, là do tôi thuê Tinh Minh đó. Rồi hướng công an nghĩ anh Bảo là kẻ chủ mưu. Tôi đã bắt chị để uy hiếp ảnh nhận tội thay cho tôi. Người hại ảnh ở tù suốt đời là chị chứ không phải là tôi. Hai người đừng có mơ mà gặp lại nhau. Nguyệt, chị không ngờ em lại trở nên thủ đoạn và tàn độc đến như vậy. Nguyệt ơi, em quay đầu lại đi mà. Em đừng phạm thêm những sai lầm nữa. Chị im đi. Tất cả mọi chuyện đều do chị mà ra.